đường lên nha. Sai nha. Như cái lồng đèn ấy. Cái này có để trong nhà được không anh? Nó cũng phải có ánh sáng đấy. Mà để trong nhà. Để ban công được chị ạ. Nóng quá này, héo lá. Cái này có mấy vụ hoa ấy. Hai tết. Cây này to nhỉ, chở bên này về xe. Đây cái chặt gãy hết. Xếp tặng.